thử vai. Đúng rồi, anh nói sao? Thì thử vai diễn chung với Minh Tú đó. Ông Phát có nhờ Minh Tú nói lại, nhưng mà cô ấy nói là không gặp được cô. Sao anh Tú nói vậy á hả? Ừ. Tại sao anh Tú làm vậy ta? Không lẽ ông trả thù mình cái vụ làm bể lễ hội cặp đôi hoàn hảo? Thái độ của Minh Tú thật khó hiểu. Tại sao lại giấu chuyện chú Phát mời Gia Linh đóng phim? Nếu nói Minh Tú ghét Gia Linh nên giấu, thì tại sao lại giấu luôn cả mình? Tại sao nó giấu chuyện đóng phim nhưng lại hăng hái tìm chỗ cho Gia Linh dọn đi? Hay Minh Tú có ý gì với Gia Linh? Khó hiểu. Hai người này có ý gì mờ ám không? Sao từ lúc trong bệnh viện ra tới giờ im re vậy? Không nói câu nào hết. Thật ra là có chuyện gì? Bác sĩ nói cái thai có chuyện gì không? Mà từ lúc ra viện tới giờ hai người như mất hồn vậy. Không sao, chỉ bị viêm họng nhẹ thôi. Viêm họng thôi. Vậy hả? Không sao là tốt rồi. Dĩ nhiên là tôi không sao rồi. Chẳng những vậy mà tôi còn sắp được làm tài tử điện ảnh nữa kìa. Tưởng giấu tôi mà được hả? Tự nhiên anh giấu tôi vậy? Bộ sợ tôi nổi tiếng hả? Đừng có nói là kiếm nhà xong á, dù tôi trở thành bà nội trợ đảm đang nha. Có sao không? Dạ không. Chắc là gần tới nhà rồi đúng không anh? Ừ. Từ từ thôi Tú. Em đang gấp hả? Nếu không thì anh kêu taxi đưa Gia Linh về cũng được. Dạ em biết rồi. Em chạy chậm lại. Cô ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy sữa nóng uống cho khỏe. Dạ sao cũng được. Sao tự nhiên bữa nay hiền xinh vậy? Mới viêm họng chút xíu thôi mà đổi tính luôn đó hả? Trời, anh làm như thường ngày tôi chẳng ăn trăng quấn lắm vậy á. Tôi uống gì lấy luôn cho. Anh lấy gì cũng được. Tính làm bác sĩ sao mà nghiên cứu kỹ vậy? Dạ không có. Uống sữa đi cho nóng. Còn vụ chuyển nhà cô tính sao? Tôi đã đặt cọc tiền cho chủ nhà rồi. Chờ cô qua là hợp đồng nữa là có thể dọn liền rồi đó. Anh làm như là tôi muốn mọc rễ ở đây vậy. Đồ đạc tôi thu xếp sẵn sàng hết rồi kìa. Nếu như mà sáng nay tôi không bệnh thì tôi đã dọn đi rồi. Mà cũng kỳ lạ nha, tôi ở nhà của anh Quân, anh Quân không đuổi tôi thì thôi, lần nào cũng là anh hết là sao? Không phải vậy đâu. Tại tôi muốn giúp cô tìm một chỗ ở riêng tư cho thoải mái thôi. Giúp tôi? Ừ. Vậy còn chuyện ông Minh Phát mời tôi đi đóng phim thì sao?
Sao anh không nói gì với tôi hết vậy? Giải thích đi. Chuyện Minh Phát là chuyện gì anh? Lúc nãy trong bệnh viện, Gia Linh có gặp giám đốc PR bên công ty chú Phát. Nói là chú Phát nhờ em nhắn Gia Linh. Em nói là không gặp. Thật tình là tôi thấy giai đó cũng nặng nên... Xin lỗi anh nha, chuyện đó phải để tôi quyết định chứ. Mà tại sao anh nói là anh không gặp tôi? Lúc đó cuộc họp đang căng thẳng nên tôi trả lời đại. Chuyện đó coi như tôi có lỗi hả? Nhưng tại vì tôi thấy cô đang mang thai nè, sợ không hoàn thành được vai diễn. Nếu ráng sức thì sợ ảnh hưởng sức khỏe cô thì sao? Có đúng không? Có thiệt vậy không trời? Không lẽ ảnh thật lòng lo cho mình vậy sao? Nói vậy là mình nghi quan cho người tốt rồi. Thôi, hiểu lầm thôi mà. Chuyện nhà cửa từ từ tính. Quan trọng là bây giờ cô nghỉ ngơi cho khỏe đi ha. Rồi còn tới gặp chú Phát để casting nữa. Tới đâu tính tiếp. Mọi người đã quyết định vậy rồi thì cứ vậy đi. Còn vụ nhà cửa thì tôi đặt cọc rồi. Khi nào cô sắp xếp được thì cô dọn. Ok, bây giờ anh phải đến công ty. Cô đang mệt khỏi nấu nướng gì hết. Chúc tôi mua cháo về cho. Anh Khôn, anh Khôn, anh đi đâu vậy? Bộ sập sàn hay sao mà mày săn lùng anh tới tận đây gì? Dạ săn lùng gì đâu, tại có chuyện gấp quá mà gọi hoài không thấy anh trả lời. Em đến văn phòng mới biết anh ở đây. Kiếm cho nào uống cà phê rồi nói chuyện sau đi. Dạ được. Ok anh. Em cũng định coi thằng nào đang nằm chơi sàn, bốc đại của nó mấy ngàn để bù lại số cổ phiếu đã bán cho thằng cha bên tập đoàn Minh Phát. Đợi chừng nào êm, đại số cổ phiếu của anh bù vô là xong. Nhưng chưa kịp trở tay thì đã bị phát hiện. Anh tính cách nào đi? Không khách hàng xử đẹp em đó. Tưởng chú mày ngon lành lắm, mới có chút xíu mà cũng để lòi đuôi, vậy mà cũng đòi làm giàu. Quên đi Diễm mà. Anh nói sao cũng được, nhưng phải tìm cách giải quyết để em còn làm ăn chứ. Thì cũng phải cho anh thời gian. Tiền chứ đâu phải là vàng mã, muốn rải lúc nào thì rải chắc. Anh vẫn còn mấy ngàn cổ phiếu của Đại Cát mà. Giờ tài khoản ở công ty của em đã bị khóa, nhưng anh có thể tự giao dịch được mà. Anh đẩy hết số cổ phiếu của Đại Cát đi, bù lại số cổ phiếu đã bán là xong. Nói thì lúc nào cũng dễ, đụng chuyện thì mới biết. Tất cả số cổ phiếu của Đại Cát là tiền mua quan tài đó chú em. Hết công ty anh đổ vô đó đó. Anh giải quyết sau đây, đừng nổi em ôm sâu vụ này nha. Thôi được rồi, cứ để từ từ anh tính. Mà anh nói trước, anh ghét nhất là bị chặn đường. Cái kiểu đòi nợ hồi nãy, đã vô làm ăn thì cùng có lợi, nếu không thành thì cùng nhau bằng gánh. Mà người thực hiện giao dịch khống vừa rồi là chú chứ không phải là anh. Thế nên đừng nghĩ đến chuyện làm ồn, bằng không anh phủ tay bất cứ lúc nào cũng được. Nhớ chưa? Má, má đi công chuyện tiện đường ghé đây hay là từ nhà tới? Sao không gọi cho con? Má gọi hoài mà con có nghe máy đâu. Có chuyện nên má phải tới đây. Ủa, con có nghe máy reo đâu. Con xin lỗi, con để chế độ im lặng mà con quên. Điện trừ với má.
Mình suy nghĩ hoài mà cũng không hiểu tại sao anh Tú phải làm như vậy nữa. Thật ra nếu một người con trai mà có tình cảm với một người con gái thì cư xử như vậy có được không? Chuyện này là sao đây trời? Anh Quân á, thì luôn ủng hộ mình làm diễn viên, còn anh Tú á, sao cứ lúc dày lúc khác hoài? Gì nữa đây không biết? Đang rối rồi mà còn đổ tháo tùm lum nữa. Mình nghĩ không chừng anh Tú thích Kim Thanh. Nếu đúng như vậy á thì anh không muốn mình làm diễn viên cũng đúng thôi. Bởi vì nếu mà mình làm diễn viên á thì mình sẽ đóng chung với ảnh mà còn đóng cặp nữa. Thì Kim Thanh sẽ khó chịu. Cho nên ảnh mới giấu nhẹm chuyện ông Minh Phát mời mình làm diễn viên. Nếu đã vậy thì mình không còn lý do gì để dọn ra ngoài nữa. Má, con nói đó là con... Không nói gì hết. Cũng may là cô gái đó hiểu biết giữ lại đứa trẻ. Không thì gia đình nhà mình làm sao mà gánh nổi hết tội lỗi này hả con? Má, con... Má đã quyết rồi. Đứa trẻ không có tội. Dù sao nó cũng là máu mủ của gia đình nhà mình. Nếu con không nói được với ba thì má sẽ nói. Bây giờ con về công ty đi. Má về trước. Má, má. Gia Linh ơi, Gia Linh, cô khỏe chưa? Ủa, anh về rồi hả? Ừ. Mấy giờ rồi anh? Gần 7 giờ tối rồi. Trời, trễ vậy luôn á hả? Chết rồi, tôi ngủ quên, tôi chưa có nấu gì ăn hết. Thôi khỏi, nấu nướng gì. Tôi có mua cho con hộp gà thêm thuốc bắc nè. Cô ăn đi cho nóng. Vậy còn anh ăn cái gì? Tôi ăn mì được rồi. Thôi con ăn đi. Để tôi vô cắt cam cho con. Lo lắng cho tôi vậy. Sao anh không tìm cách giữ tôi lại? Thật ra phụ nữ cuối cùng cũng quyết định chọn người yêu mình à. Thiệt tình. Anh biết không, cả ngày hôm nay ở nhà tôi suy nghĩ rất là nhiều chuyện. Tôi thấy chuyện mà anh Tú giấu tôi, dù ông Minh Phát mời tôi đi đóng phim á, làm cho tôi thất vọng lắm. Nhưng mà dù sao á thì tôi nghĩ là anh có lý do riêng của anh. Nhớ lại cái hồi mà tôi đi thử vai lần đầu tiên á, thái độ của Kim Thanh á cũng đâu có thân thiện gì với tôi lắm đâu. Rồi còn cái vụ ở Vũ Hội Hóa Trang nữa. Nếu như mà không vì Kim Thanh á thì anh Tú anh đâu có nổi nóng với tôi vậy. Nhưng mà thôi cũng không sao. Tôi thấy mừng á, bởi vì tôi đã suy nghĩ chuyện này ra kịp lúc, trước khi tôi quyết định dọn ra riêng. Nói ra xong rồi thấy nhẹ nhõm quá. Không lẽ Gia Linh có tình cảm với Minh Tú? Anh Quân. Chuyện gì vậy? Anh làm cái gì mà giống như người mất hồn vậy? Tưởng là có một mình tôi lẩn thẩn thôi chứ. Anh định chiếm vị trí đó của tôi hả? Mà không. Tôi đang nghĩ thật tình, nếu bây giờ cô dọn đi, thiếu thiếu những bữa cơm cho cô nấu, tôi cũng thấy buồn. Thì đó, con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người đàn ông chính là những bữa ăn đầm ấm. Điều này á, má tôi dạy tôi hoài rồi.
Như vậy á, giữ tôi lại đi. Cô sao vậy? Cười gì? Bộ tôi nói vậy sến lắm hả? À, đâu có. Thì cuối cùng tôi cũng đã biết ai là người quan tâm tôi rồi. Thật ra thì tôi cũng muốn ở lại lắm, nhưng mà tôi sợ tôi làm phiền anh thôi. Cũng có phải bữa đầu cô dọn đến đâu mà sợ phiền. Thật tình lúc đầu thì cũng có hơi phức tạp, bất thiện. Nhưng mà bây giờ thì cô không nói gì, coi như là quyết định rồi nha. Mày không có quyền gì để ngăn cản anh Quân với Gia Linh hết. Nói vậy, hai người đã thống nhất với nhau chuyện ở lại rồi. Vậy sao không báo sớm với tôi? Tôi khỏi tìm nhà cho mất công. Tại chuyện này á, tôi cũng chỉ mới quyết định hôm qua với lại nói cho anh Quân tối qua thôi à. Anh Quân không có biết gì hết á. Anh đừng có trách ảnh. Anh cũng đừng có trách tôi. Tôi không có dọn qua chỗ đó là tại vì tôi không có muốn liên lụy tới anh thôi. Anh nghĩ đi, tôi sắp được làm diễn viên rồi, mà tôi còn sắp đóng chung với anh nữa chứ. Tôi đang có em bé như vậy, tôi dọn qua chỗ ở của anh. Mắc công á, báo chí mà biết được người ta thiêu dệt lên á thì phiền phức lắm. Đã một lần á, tôi gây rần rần ở Vũ Hội Quá Trang rồi, tôi sợ lôi thôi lắm. Gia Linh nói đúng đó. Tạm thời cứ để cô ở lại đây, khi nào công việc ổn định xong cô sẽ tính cho ở mà. Thì quyết định vậy đi. Hai người đã quyết định vậy rồi, em nói cũng vô ích thôi. Vậy anh Tốt, giờ tôi nhờ anh giúp tôi chuyện này nha. Thôi thôi, tôi không giúp được gì cho cô đâu. Anh giúp được mà. Giúp tôi đi, ngoài anh ra không có ai giúp được tôi hết á. Giúp tôi đi mà. Anh không nói thì anh gật đầu cũng được. Gật đầu đi. Anh không gật đầu á, anh cười đi cũng được nữa. Anh Tố quay qua nhìn tôi nè. Anh Tố. Anh cười rồi đó nha. Anh Tố cười rồi kìa. Vậy là anh đồng ý rồi đó nha. Cô cần giúp cái gì mà phải mất công vậy? Dạ. Anh coi giùm tôi cái hợp đồng này đi. Họ kêu tôi ký nè. Chào chị. Lâu quá không có gặp chị ha. Giờ em mới tin trái đất tròn. Hèn chi mà anh phản đối người khác. Cô ra sảnh đợi tôi một chút. Chào em. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có chuyện gì đâu. Đây không phải là chỗ của hắn. Nhất định á, hắn không dám làm bậy đâu. Thật bất ngờ. Chào em.
Cô giỏi thiệt đó. Cũng mong men đi được tới tận đây lần à. Biết khôn thì nhớ giữ mồm giữ miệng. Nếu mà để lộ ra chuyện cây thai thì cô biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó. Ủa, em đang ngồi đợi ai à? Chào em nha. Anh vào gặp chú Phát có chút chuyện. Thì sao? Ủa, vậy là sao anh? Thằng Khanh này không phải là thằng ngu mà đi bỏ vỏ ốc cho người ta đó. Anh nói vậy là sao? Cô ngu hay là cô muốn tôi nói thẳng ra cô mới chịu? Tôi nói biết có phải là con của tôi hay không mà vác cái bụng đến đây ăn dạ. Con gái hư còn không biết xấu hổ nữa hả? Cô giỏi thiệt đó. Cũng mong men đi được tới tận đây lần à. Biết khôn thì nhớ giữ mồm giữ miệng. Nếu mà để lộ ra chuyện cây thai thì cô biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó. Con lại bà, bà phù hộ cho con thoát khỏi con người xấu xa này. Cầu xin bà cho con có đủ nghị lực để vượt qua kiếp nạn này, để con còn nuôi dạy con của con sau này nữa. Con lại bà. Nếu mà để lộ chuyện cái thai thì cô biết hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ. Ai gọi vậy? Alo. Alo, cha Linh hả? Má nè. Má hả? Má lên bánh xe rồi con. Má ở bánh xe hả? Là sao? Sao má lên mà má không nói cho con biết trước tiếng nào hết vậy? Nói trước thì đâu có bất ngờ đâu. Tôi ra má, bánh xe đón má. Má đi. Chết rồi, chắc lần này chết chắc rồi quá. Má lên vậy cái bụng gì sao giấu được. Sớm không lành trẻ không lên, lên ngay lúc dầu sôi lửa bỏng vậy thiệt tình á. Alo, Thế Quân hả? Tôi nè, tôi muốn gặp anh gấp lắm á. Anh đang ở đâu vậy? Chuyện gì? Cô sao rồi? Đi, tôi sắp chết thiệt rồi. Cái gì chết? Cô đang ở đâu? Tôi đang ở chùa Ngọc Hoàng nè. Được rồi, cô ở yên đó, tôi tới liền. Anh xin lỗi, anh có gì gấp? Làm như bà vội vàng dữ vậy trời. Không lẽ Gia Linh nó đẻ? Mà làm sao đẻ mà đẻ cái gì? Theo dõi hai người này riết chứ mình bị khùng quá. Rồi giờ cô tính sao? Thì đó. Thì đó là sao? Trả lời gì trước quốc vậy? Thì đó, nếu mà tôi biết tính sao tôi đâu có còn cầu cứu anh về. Tôi có cách này nè. Hay là tôi nói với má tôi á là tôi mắc đi quay phim, kêu má tôi về quê đi. Mà vậy cũng không có được. Má của tôi á đường xá xa xôi đi lên thăm tôi, tự nhiên mới nhìn mặt cái tôi kêu về liền. Chắc là má tôi thất vọng lắm. Nhưng nếu để má cô gặp mặt, làm sao giấu được chuyện cô có thai?
Má tôi mà biết á, tôi bị người khác bỏ rơi, rồi còn phải sống nhờ nhà anh vậy, chắc là má của tôi đau lòng lắm. Số của tôi nó lận đận sao á. Vừa mới được gia diễn thôi, tự nhiên giờ má tôi lại lên. Nếu mà tính không xong á, tôi cũng biết nói sao nữa. Tôi có cách này. Hay anh nói đi. Tới nước này rồi anh còn ngập ngừng cái gì nữa, tôi không biết tính sao nè. Hay là tôi làm bạn trai cô? Hay cô động thêm bụng rồi cô đi chung với tôi với Tú, nói là đi quay, được không? Làm vậy có phiền phức rắc rối gì cho anh không? Tôi sợ làm phiền anh lắm rồi. Chuyện mẹ của anh á còn chưa tính xong, bây giờ tới má của tôi nữa. Hơn nữa dính tới người nổi tiếng á, phiền hà lắm. Liên lụy một người là đủ rồi, thêm một người nữa chắc tôi chết quá. Chị đóng kịch vài ngày má cô ở đây thôi, chắc không sao đâu. Mới nhận vai diễn, bây giờ cô không chịu làm cách đó, cô muốn mọi chuyện đó tung lên phải không? Thì đó. Thôi vậy thì vậy đi. Bởi số của tôi á, nó hay bị trục trặc vào cuối lắm, chán lắm. Coi như cãi số một lần đi. Giờ má cô với hai đem đang ở đâu? Tôi đi đón giùm cho. Má của tôi á đang đứng chờ ngay buồng điện thoại công cộng ở bến xe miền Tây. Có hai đứa nhóc nữa nha, chắc là anh cũng dễ nhận ra mà. Ừ, được rồi, tôi đi nha. Anh Quân à. Cái gì nữa? Không còn cách nào khác đâu. Không phải, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Ủa, vậy là chiều nay anh mới vô hả? Để Hường nói lại với sếp cho. Anh cứ yên tâm giải quyết công chuyện đi. Bye bye. Cuối cùng thằng cha này cũng chịu sếp càng rồi. Cứ mỗi lần nghe điện thoại của nhỏ Linh á, học tóc như là chạy giặt vậy á. Hả? Vậy là phụ nữ mình thắng rồi. Yeah. Xin lỗi nha, mấy người cứ làm việc tiếp đi. Dạ, bác theo con. Đẹp quá ha. Bác chờ con chút. Đây hả? Dạ. Vô ha. Dạ, bác vô nha. Ê, lấy dép lên à. Má. Ủa? Ôi chà, con gái. Chị hai. Ôi trời ơi. Má ngồi nghỉ chút cho khỏe đi. Ngồi chứ. Mệt muốn chết rồi nè. Ôi trời ơi. Chà, đẹp quá hen. Ủa, hình như con mập hơn cái đợt về quê kỳ vừa rồi phải không? Dạ đúng rồi, con lên tới mấy ký lận. Vậy hả? Dạ. má đi xe hồi nào mà giờ má mới tới nơi vậy? Trời ơi, ta nói ta đi từ sớm mà ba bay bắt cái xe dù. Trời ơi, nó xào quần cả buổi ở bến á. Rồi hả, dọc đường á, đón khách, thả khách. Trời ơi, giờ này mới tới đó, mệt muốn chết. Đây nè, đây. Trời ơi, má ơi. Đây nè, đó. Má làm như má đi thăm nuôi vậy á. Trời ơi, chắc má đem hết mấy thứ đặc sản ở Bến Tre lên rồi phải không? Đây nè. Trời ơi. Đó. Má ơi. Đó. Chôm chôm. Sao má nè. Mang nhiều đồ vậy má? Kẹo dừa nữa nè. Trời ơi, chắc là má mang hết mấy cái đặc sản dưới Bến Tre lên đây luôn rồi. Nè, nào là kẹo dừa, rồi bánh tráng dừa. Đây. Có cúp bế bằng gáo dừa nữa. Của hai đứa này đó, nó nói đơn lên cho chị hai đó. Trời trời, mệt quá. Má thấy khác khác á. Khác khác hả?
Con cũng vậy à, có gì khác khác đâu má. Không, thấy khác thiệt mà. Dạ. Rồi rồi, đứng lên má coi. Ừ. Đâu có khác đâu. Nè. Ý má nói là má thấy con khác ở ở cái bụng phải không? Ờ. Cái bụng này là giả đó. Con độn cao su để đóng vai có bầu. Ủa mà ở nhà độn chi cho nó mệt? Tại vì lúc má tới á, là con đang tập diễn. Con đang tập diễn nên con làm biến tháo ra. Với lại má biết sao không? Phải đeo giày nó mới quen. Mai mốt vô phim trường á, không có bị bỡ ngỡ. Độn giống quá hen. Trời ơi, má thấy lúp lúp tròn tròn, má sợ muốn chết à. Nè, làm thân con gái á, phải biết giữ thân giữ mình nha. Dạ. Dạ, con mời bác uống nước. Để đó cho bác. Em. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Gia Linh. Cảm ơn anh. Dạ, bác ở nhà chơi nói chuyện với Gia Linh. Con xin phép con tới công ty, con giải quyết một số chuyện. Con đi làm hả? Dạ. Thôi, tí nhớ về ăn cơm nghe không? Bác có đem mấy trái dừa xiêm nè. Nói Linh nó rim với thịt ngon lắm. Dạ, con cảm ơn bác. Con xin phép. Đi đi con. Anh đi nha. Cái thằng coi được quá hen. Con vô pha nước cho má tắm nha. Trời đất ơi. Nhìn cái mặt tôi thấy thích muốn chết rồi à. Nghe nhắc tới cái giả đò à. Chạy vô trong buồng. Mở vậy tôi còn lạ gì nữa. Nè, đem đồ ra làm sao con? Dạ. Dạ. Con bưng mấy này. Nè. Dạ. Rồi. Đây. Chị Phương Anh, chị đếm với em đi. 4 5 95 6 96 7 97 98 99 100. Dạ, mời chị vô thăm bé. Dạ. Minh Minh. À, mẹ. Minh Minh. Con tưởng mẹ không đến đón con. Sao mẹ không đến đón con chứ? Mẹ đến đón con nè. Đẹp không mẹ? Mẹ cảm ơn con. Con chào thầy chào cô rồi mẹ con mình về nha. Con chào thầy. Con chào cô. Con sẽ luôn nhớ đến thầy và cô. Bây giờ con về với mẹ Tâm Đan. Tất cả mọi người chúc phúc cho con. Dạ, thực ra tại dạo này Gia Linh đang phải tập trung cho vai diễn, cho nên con sợ quay ở một mình không ai chăm sóc. Tụi con ở chung nhà nhưng mà tụi con không có làm điều gì vô phép đâu bác à. Ừ, con nói vậy thì bác cũng yên tâm. Nhưng mà nếu hai đứa bay mà thương nhau thiệt lòng á thì cũng coi tính tới đi, lớn hết rồi. Ủa, dạ. Má với anh Quân tính đi đâu vậy? Đi đâu cái gì? Tao đang nói chuyện tụi bay đó. Gì vậy má? Anh Quân với con á chỉ là bạn bè thôi. Thì bạn bè rồi là bạn đời không được sao? Mang chôm chôm đi. Anh ăn chôm chôm đi. Cái này má tôi hái dưới quê á, ngon lắm. Ăn đi con. Ngon lắm. Ngon thiệt. Trời, anh làm như là tôi nói xạo anh không bằng vậy á. Con nhỏ này, con gái ăn nói như dù đục vậy. Tụi bây giờ sao cục mịch quá à? Tao với ba mày á, già rồi chứ còn anh em ngọt xớt à.
Tụi bay còn trẻ mà thiệt tình á. Tại cái tật của con quen rồi, ai con cũng xưng tôi vậy chú bộ. Vậy thôi, để vài bữa nữa con sửa. Anh quên he. Anh bây giờ có má tôi chống lưng rồi, anh ngon he. Ăn nói cả tưởng biết giờ phải sửa, chắc trần ai lắm. Anh Quân, anh ăn đi, em lấy chôm chôm cho anh ăn nha. Em cũng ăn chôm chôm nha, anh đút cho em ăn nha. Dạ, dạ con mời bác chôm chôm. Bác có rồi nè. Dạ. Bác bác cái gì? Trước sau rồi cũng người nhà. Bây giờ tập kêu là má cho quen đi ha. Dạ. Dạ má. Thôi, hai anh khỉ đó chắc làm giặt trong phòng chị nó rồi. Để má vô chậm á, không tơi hồi nó làm tùm lum hết trơn à. Ủa dạ. Phương Anh. Dạ má đi nghỉ. Tao đi tắm nữa, nóng quá. Má đi tắm. Ủa sao em qua chơi mà không báo cho anh hai biết trước? Thường ngày em qua cũng đâu có báo. Em đâu biết nhà anh hai có khách. Má chị Linh mới lên thăm. Em biết rồi. Lúc em vô, em có nghe anh gọi là má. Chắc em qua lúc này cũng không tiện. Em về đi. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên mới qua về liền vậy? Em sực nhớ là có chút chuyện. Em về đi. Chắc là không phải vậy đâu. Cũng nhiều lần em nghe anh và anh hai nói là không phải, nhưng những gì mà em nhìn thấy khiến em không thể tin được nữa. Đến lúc này em không hiểu tại sao anh hai còn cố giấu mọi người. Nhưng mà hồi chiều Thứ Quân có nói là má cay bắp biết cô sắp đóng phim nên lên thăm thôi. Tại sao anh cứ phải che giấu tình cảm của mình mà cứ phải làm anh trai bất đắc dĩ của em chứ Phương Anh? Thôi mình về đi anh Tâm. Nhưng mà Phương Anh đang buồn. Bây giờ mà về nhà chỉ khiến em suy nghĩ những chuyện không hay thôi. Hay là anh đưa em đi xem phim nha. Hôm nay rạp có chiếu phim tình yêu của đạo diễn nổi tiếng hay lắm đó em. Mình đi nha. Nha.